Truyện ngắn Sài Gòn, chuyện kể xe ôm. Tác giả Đàm Hà Phú. Tôi chạy xe ôm đây gần 20 năm, chỉ đứng một chỗ này, nắng cũng như mưa. Xưa lúc tôi mới ra nghề thì nguyên góc này của Sài Gòn chỉ chừng chục xe. Mấy năm rồi cao điểm tôi đếm gần 50 xe. Bây giờ cũng nhiều mà chắc không tới số đó. Cạnh tranh hả? Có gì mà cạnh tranh chú ơi. Toàn dân nghèo mới ra đây chạy xe ôm. Mình mới có khách đi rồi thì mình nhường cho thằng khác. Coi thằng nào chưa có mối hay nhà gặp khó thì nhường nó vài cuốc. Nói chung đông heo thì nhiều cám. Cũng chưa ai đói bởi nghề này. Nhà tôi nhỏ xíu, nằm trong cái hẻm cũng nhỏ xíu mà sắp bị giải tỏa rồi. Theo diện đền bù thì tôi được hơn 700 triệu. Tính đi kiếm miếng đất xa xa mua cái nhà ở mà chưa được, bởi phường mới chi được có 100. Phần còn lại đang hẹn mà chưa thấy. 100 triệu tôi nhận, tôi cho cha kia mượn kìa. Đó, cha xe ôm ngay góc bên kia kìa. Cha già dịch, cho chả mượn chứ không biết tới đời con cháu chả có trả nổi không nữa. À, chuyện là chả có đứa con gái học chung với thằng lớn tôi đó. Tội nghiệp con nhỏ thông minh mà dễ thương lắm nha. Mà xui cái nó bị bệnh tim. Hôm rồi phải vô viện, người ta nói phải mổ hết hơn 100 triệu. Chả nghe xong chả chết đứng. Nhà chả nghèo quá mà, tiền đâu mổ. Xếp hàng đợi hội từ thiện thì chắc con nhỏ chết khô luôn rồi. Chả vay mượn tùm lum, rồi anh em góp một mớ cũng chỉ được 30 triệu. Còn thiếu 100 triệu tôi đưa chả luôn. Anh em không mà, không lẽ mình thấy chết rồi không cứu. Mà biết tiền đưa cho thằng chả thì coi như xong phim. Chờ thằng chả độc đắc mới mai ra thấy lại. Ôi, mà thay cha nó, tiền bạc không có thì thôi. Chứ ông nghĩ coi mình nhìn đứa nhỏ nó chết làm sao đặng. Ông nghĩ coi phải không? Chú em có phải hay chạy chiếc xe hơi màu đỏ không? Sao nay đi xe ôm vậy? Ờ, nhiều khi đi xe ôm hay lắm chứ. Nghề này nắng mưa cực nhưng mà cũng thấy vui. Gặp đủ thứ hạng người. Mình nghèo mình chạy xe ôm vậy chứ cũng còn sướng nghe chú. Tôi gặp cũng nhiều người còn nghèo còn khổ hơn mình nữa. Nhà tôi Hóc Môn lận. Nhưng mà chạy ở đây quen rồi. Bị trước nhà ở đây. Ngay cái hẻm hồi nãy tôi đón chú đó. Mấy năm nhà được giá tôi bán rồi. Bán cái nhà nát ở Sài Gòn mà mua được cái 4 cái nhà mới ở Hóc Môn á. Cho 2 đứa con ra riêng. Tôi á hả, tôi 3 đứa mà 1 đứa bệnh chết hồi nhỏ rồi. 2 vợ chồng tôi ở 1 căn. 2 đứa con mỗi đứa 1 căn. Còn 1 căn cho mướn, tháng được 2 triệu. Nói tới mới nói 2 vợ chồng mà mướn nhà tôi đó. Nói mướn chứ tụi nó thiếu tiền nhà tôi hơn năm rồi, có trả nổi đâu. 2 vợ chồng đó trước làm công nhân, sanh được đứa con dễ thương quá xá. Suốt ngày qua nhà tôi ăn cơm, kêu ông ngoại bà ngoại thấy ghét lắm. Tự nhiên ở năm rồi thằng nhỏ phát bệnh, bệnh gan. Ta nói 2 vợ chồng có nhiêu tiền lo thuốc thang cho thằng nhỏ hết. Tụi nó còn ăn mì gói qua bữa mà, đâu còn tiền trả tiền nhà cho tôi. Mà tội nghiệp quá, không lẽ đuổi nó ra đường. Ờ, thằng chồng nghỉ việc, ra chạy xe ôm luôn rồi, chạy ngang cửa công ty nó luôn. Thằng nhỏ con tụi nó bữa nay cũng đỡ rồi, có bảo hiểm y tế nên bớt đóng tiền như hồi xưa. Nó cứ nói chú thông cảm để ít bữa tụi con gom đủ tiền con trả tiền nhà cho chú nguyên năm. Tôi nói thôi khỏi,
coi như năm rồi tao cho bay ở đậu, năm nay mới bắt đầu thu tiền. Nghề xe ôm hả? Đâu có ai chọn cái nghề hạ bạc này. Nắng mưa cực khổ lắm. Ngày Tết, ngày lễ còn khá chứ ngày thường kiếm 100.000 bạc là vui rồi. Vậy mà có đứa còn đi cướp xe của xe ôm chứ. Thiệt thất đức quá xá. Chắc tụi xì ke, xì cọt tới cử làm liều. Chứ ai đâu mà cướp xe của xe ôm. Cướp nó cũng có cái thằng này thằng khác. Mà nói vậy chứ không phải vậy nghe chú. Tối hôm bữa tôi chở một thằng đi Bình Dương. Mặt nó lấm lét, tay cầm cái túi đen. Tôi thấy hơi gian, mà lỡ đi rồi biết làm sao. Trên đường tôi cũng nói chuyện này chuyện kia, chuyện cha mẹ, chuyện quả báo này nọ. Mình cũng không phải hay nhưng mà mình già rồi. Chuyện sống ở đời sao cho phải thì tôi cũng nói được. Mới đầu tôi nghe nó ậm ừ. Một hồi nó bắt đầu dạ dạ. Một hồi nữa thì nó biểu tôi quay về. Tôi chở nó về Thanh Đa. Nó biểu tôi chờ nó vô nhà người quen trong chung cư. Rồi nó xin số điện thoại, có gì lát nó gọi. Nó đi vô một hồi, nó nhắn tin. Cái tin nhắn tôi còn lưu trong máy nè chú. Nó nhắn nói hồi nãy tính cướp xe chú. Mà nghe chú nói chuyện nên đổi ý. Nó xin lỗi. Hứa bữa nào có tiền quay lại trả tiền cuốc xe. Lát tôi lấy tin cho chú coi. Mình nói thì phải thằng ăn cướp nó cũng nghe. Nhiều người biểu tôi báo công an, tôi nghĩ thôi, nó nghĩ lại rồi mà mình làm vậy coi không được. Mà lạ nghe chú, tôi chạy xe nào giờ chứ chưa có ai xù tiền xe. Có người hồi xưa đi mối, thiếu có một cuốc xe mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng. Nghĩ cũng vui, người ta nhớ mình. Ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa. Phải không chú?